Esgol, lời nói gói vàng. Thầy khẳng định là các bạn không cần ghi, các bạn vẫn nhớ bài. Đó là phương pháp của thầy. Bởi vì sau mỗi bài học của thầy đều là một câu chuyện vui, để các bạn nhớ mãi và không chán. Đó là phương pháp. Ghi được thì tốt, mà không ghi thì chắc chắn cũng sẽ nhớ. Chỉ cần nhớ mấy câu chuyện cười thôi là nhớ hết rồi. Mà chuyện cười rất dễ nhớ, đúng không ạ? Có 3 câu chuyện mà các bạn trẻ cực kỳ thích nhớ. Một là chuyện cười, 2 là chuyện ma, và 3 là chuyện sách. Các bạn hay dễ nhớ. Rồi, vậy thì tôi sẽ không dạy, hướng dẫn cho các bạn là làm thế nào để thuyết trình cho nó hay. Nhiều người bảo rằng là bạn thuyết trình hay là phải miệng phải cười tươi. Đây là cười công nghiệp. Như Tuấn Vũ hát là ngoài trời không sao thưa, đường lầy ướt ngõ tối, mưa khuya về hưu hát đi vào hồn. Làm thế nào để trở thành một người thuyết trình quyến rũ? Thì quả thật là tôi muốn chia sẻ là một nghệ thuật, chứ không phải là một kỹ năng. Nghệ thuật tức là nó phải xuất phát từ một cảm xúc chân thật trong thuyết trình, chứ không phải là một kỹ năng được sao chép, được bắt chước, được lặp đi lặp lại. Nếu việc sao chép bắt chước của bạn là việc bạn bỏ tiền ra bạn mua, học lại rồi biến nó thành của mình thì được. Vậy một người thuyết trình hay là một người thuyết trình đón nhận được nhiều tình cảm của người nghe. Thí dụ như từ đầu giờ đến giờ tôi thấy tôi hoàn toàn quyến rũ các bạn, vì không có một ánh mắt nào lơ đễnh hết. Vì sao tôi biết chuyện này? Vì tôi để ý các bạn, dù bạn ngồi ở góc nào và nơi đâu, đó là sự quan tâm chân tình của tôi. Vậy bạn muốn thuyết trình hay không? Đừng thuyết trình hay, mà hãy thuyết trình thật nhất có thể. Nhớ nha. Vậy thì như thế nào là thuyết trình quyến rũ? Thế nào là giao tiếp tốt? Thế nào là giao tiếp chân thật? Thì người ta có một cái cụm từ mà ngày còn đi học tiểu học bạn đã được học, đó là diễn. Diễn gì ạ? À, diễn cảm. Lớp mấy học rồi nhỉ? Lớp 3 hay lớp 4 nhỉ? Lớp 3, lớp 4 gì đó. Được học đọc thơ diễn cảm. Và lúc đó bạn sẽ đọc bài Thương ông bị đau chân. Thôi bài đó khó, thôi ta đọc cái bài Tôi yêu em của Pushkin để cho nó vui nhỉ. À, sau đây xin mời bạn Thắng đọc bài diễn cảm. Bắt đầu. Bạn Thắng đọc. Tôi yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em bận lòng thêm nữa, hai tâm hồn em phải gợn sóng u hoài. Oh yeah. Như vậy là bạn vừa đọc diễn cảm tưởng thế là hay lắm, và cô giáo vẫn cho 10 điểm, đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì người ta chỉ cho ta đọc hai khác. Hai đứa ta yêu nhau từ năm ngoái, bông hoa hồng anh hái tặng em, rồi thẹn thùng lòng em khẽ nói, cả một đời em mang nặng tình anh. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ biết thuyết trình hay là thuyết trình quyến rũ. Khi hát hay cũng thế, chưa thấy này. Thí dụ như Tuấn Ngọc hát là không có biểu diễn nhưng mà người ta vẫn nghe rất là hay, đúng không ạ? Vì đó là tình cảm chân thật. Thế Tuấn Ngọc hát này. Người yêu ơi, xin giấu lệ sâu khi chia tay tình đầu. Dù ngăn cách như những hoạt ngào, ta yêu em ngày nào. Còn đâu đó trên phố hẹn hò, còn in dấu phong kín một đời. Cười lên đi người yêu ơi, là cơn đau cuối cùng. Là tất cả là cảm xúc thật. Ví dụ anh Đàm nhà mình thì lại kiểu này, hát cả giật. Lạc mất em rồi, từ đấy em ơi.
bạc mất em rồi là cả một đời anh. Một đời anh mãi đi tìm, một đời ôm kín nỗi niềm, một đời anh vui sầu chẳng thương nhớ. Vân vân, giải lao một chút, quay trở lại vấn đề chính. Vậy thì một người thuyết trình hay là một người thuyết trình có cảm xúc chân thật. Diễn cảm được ví được định nghĩa là bằng diễn cộng với cảm. Vậy diễn là gì? Diễn là gì? Diễn xuất. Là gì nữa? À, thể hiện. Vậy cảm là gì? Ai nói cảm cúm đấy? À, là cảm xúc. Có nghĩa là cái cảm xúc phải chấp nhận sự chân thật chứ không được giả dối. Quý vị hiểu không ạ? Thí dụ bạn đi làm MC đám ma thì cảm xúc của bạn dành cho gia đình của người ta là gì? Là cái buồn, cái bi lụy, đúng không ạ? Thì bạn phải buồn, chứ bạn không được đưa cảm xúc của bạn hôm nay để đi làm, vì hôm nay bạn vừa mới được người yêu đồng ý yêu, tức là bạn đang rất là sung mãn và sung sướng thì buộc phải đi làm đám ma. Vậy thì bạn không thể lấy cái cảm xúc sung sướng của bạn để đi làm đám ma được. Nếu đi làm thì bạn sẽ làm như sau. Vâng, lần đầu tiên xin được thay mặt cho ban tổ chức buổi lễ truy điệu của anh Hồ Ngọc Thiên. Anh Thiện đâu rồi anh Thiện? Nhiều người tên Thiện lắm nha anh. Vâng, lời đầu tiên xin được thay mặt cho ban tổ chức buổi lễ truy điệu của anh Hồ Ngọc Thiện, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất ạ. Kính thưa quý vị, và buổi lễ truy điệu đến đây đã hết rồi. Hẹn gặp lại quý vị vào lễ tang lần sau. Xin cảm ơn. Nếu làm như vậy thì ngày mai có thêm một lễ truy điệu nữa. Của ai ạ? Của MC. Tức là cảm xúc phải chân thật. Kính thưa quý vị, nếu mà cảm xúc vui như vậy thì phải làm đám cưới đúng không? Kính thưa quý vị, thay mặt cho ban tổ chức buổi lễ thành hôn của chú rể Phan Phúc Thắng sánh duyên cùng cô dâu Mai Phương Thúy, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, sự hiện diện đông đủ của quý vị ngày hôm nay đã góp phần tăng thêm thu nhập cho hai gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn. Diễn giả nghệ sĩ Phan Phúc Thắng sáng lập tổ chức giáo dục và nhân đạo Lời Nói Gói Vàng cách đây hơn 10 năm. Đó là quãng thời gian tuyệt vời khi đã giúp đỡ hàng vạn học viên thành công vượt trội trong sự nghiệp và cuộc sống của họ. Sau vài năm vắng bóng, Phan Phúc Thắng đã trở lại với hành trình truyền cảm hứng và lan tỏa yêu thương để giúp đỡ các bạn học viên làm chủ giọng nói, thay đổi cuộc đời, tự tin trước đám đông, hài hước trong giao tiếp. Hãy nhấn nút đăng ký kênh và để lại thông tin ở phần bình luận. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.